Bây giờ chúng ta sẽ đến với hai ví dụ minh họa để chốt lại luôn cái phần kiến thức đầu tiên có liên quan, đó là phản ứng của dung dịch axit sulfuric loãng với kim loại các em nhé. Cho 12,8 gram hỗn hợp A gồm có hai kim loại magie và sắt, tác dụng với 500 ml dung dịch axit sulfuric loãng nồng độ 1 m, thu được dung dịch B và 8,96 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu A, chứng minh axit còn dư và tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại. Câu B, tính nồng độ mol các chất có trong B và giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Câu C, tính khối lượng muối thu được ở sau phản ứng. Được chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ với ba cái câu này nhá, thì bây giờ thầy Duy giống như ở các cái bài giảng trước. Thầy sẽ mặc định là các em đã biết được cái phương pháp là chúng ta viết phương trình rồi đúng không nhỉ? Viết phương trình rồi và giải quyết theo phương trình hóa học rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ không đi theo hướng phương trình nữa, mà chúng ta sẽ đi theo các cái phương án là dùng các biện pháp bảo toàn. Được chưa nhỉ? Đây, ví dụ 1. Thứ nhất, số mol của axit sulfuric chúng ta có là bằng 0,5 nhân 1. Số mol của khí khí chắc chắn đây là khí hydro rồi, thì bằng là 8,96 nhân 2,4 sẽ bằng là 0,4 mol. 0,4 mol, đúng không nhỉ? Đấy, thì với cái 0,4 này thì chúng ta sẽ làm tiếp như thế nào để chứng minh được axit dư? Đúng không ạ? Thì chú ý giúp thầy nhé. Ở trong quá trình này, thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy cái sự thay đổi hydro chuyển thành đây, và chúng ta áp dụng bảo toàn nguyên tố hydro vào đây. Đúng không nhỉ? Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là số mol của hydro ở trong axit lớn hơn số mol của hydro ở trong H2. À, số mol hydro trong axit ở đây bao nhiêu nhỉ? Bằng 1 đúng không? Số mol hydro trong H2 là bằng mấy? Bằng 0,8 đúng không ạ? Lớn hơn rồi, suy ra chắc chắn là axit sẽ hết. Được chưa? Đấy, và suy ra luôn. Nếu như thằng này dư thì chắc chắn là thằng này sẽ hết. Đúng không ạ? Đấy. Và nếu như hết như vậy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đặt số mol thôi đúng không? Giờ chúng ta sẽ gọi nhá. Bây giờ chúng ta gọi này, số mol của magie là x này. Số mol của sắt là y này. Đúng không ạ? Thì chúng